Hello cả nhà. Xin chào, xin chào chị Thúy Hà Trần. Ok, xin chào tất cả anh chị em đang xem. Xin chào anh Hồ Thanh Long, chào chị Tuyết, chào chị Minh Hằng, chào tất cả anh chị em đang xem. Mọi người ơi, chúng ta sẽ có khoảng độ 3-4 phút để chúng ta test đội nhóm và đồng đội của chúng ta vào đây nhé. Đây là sẽ là cái live stream thứ hai. Và cũng sau cái live stream này thì Hana sẽ lập một cái nhóm để giúp anh chị em có thể là đọc nhanh, nhớ lâu và tăng năng lực của mình 5 lần, 10 lần hoặc nhiều hơn thế nữa trong vòng 21 ngày coaching cùng với Hana trong riêng cái chủ đề về đọc nhanh nhớ lâu nha. Ngoài ra thì Hana còn có cái khóa khởi nghiệp, ở trong đó thì có rất nhiều kiến thức về kinh doanh, về bán hàng, về huấn luyện đội nhóm, về hệ thống để giúp cho anh chị em chúng ta cùng nhau có thể là chia sẻ cùng với nhau, học hỏi cùng với nhau. Và khi mà chúng ta cùng nhau thì mọi thứ đều có thể, có đúng như vậy không ạ? Ok anh chị em, mọi người hãy test, hãy vừa chào nhau vừa test. Mọi người chào đây để Hana có thể chào lại cả nhà nha. Và có thể test đội nhóm của mình vào đây ạ. Bởi vì là như là hôm trước Hana cũng có boss lên đúng không ạ? Năm nay có thể là vài năm nữa chúng ta tiền là quan trọng. Và một số anh chị em thì mình đầu tư thời gian công sức để làm sao cho tăng được số lượng tài sản của mình. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cũng rất cần tăng, đó là tăng năng lực của mình lên, tăng nội lực của mình lên, tăng sức chứa của trái tim, sức chứa của bộ não của mình lên. Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta quên đi mất cái điều đấy ạ. Bất kể chúng ta làm gì thì cái điều đấy, năng lực thực sự thì chúng ta có thể là tồn tại, có thể sống sót, chúng ta có thể chiến thắng ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ trò chơi nào, trong bất kỳ game show nào luôn ạ. Thì trong năm 2019 này thì Hana cùng với đội nhóm, bởi vì coi Fitness Factory cũng như là một gia đình nên Hana thường xuyên chia sẻ rất nhiều những thông tin kiến thức trong đây. Nhưng mà sắp tới thì sẽ có những cái nhóm chuyên sâu dành cho những anh chị em muốn phát triển về từng cái kỹ năng chuyên sâu một, hoặc là từng một cái nhóm. Ví dụ như là bản thân Hana chẳng hạn thì rất là yêu thích về lãnh đạo và bán hàng. Bởi vì những anh chị em nào mình cũng có cùng một niềm yêu thích như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta cùng với nhau để chúng ta có thể trau dồi, chúng ta có phát triển và chia sẻ với nhau. Ok, xin chào chị Thanh. Xin chào chị Phương. Rồi anh chị em tag phép bạn bèo đi ạ. Nhớ là có thể là tăng tài sản của mình lên, tăng số tiền trong ví Vietcombank của mình lên, tăng số coin ở trong ví điện tử của mình lên. Nhưng mà đừng bao giờ là quên là tăng sức chứa của trái tim, mà tăng sức chứa của bộ não nha anh chị em. Và đọc sách là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để có được trí tuệ của nhân loại. Còn nếu mà anh chị em đọc xong, hôm trước có chia sẻ tổng quan một chút xíu về đọc nhanh rồi đúng không? Bao nhiêu anh chị đã xem cái live stream số 1 của Hana về đọc nhanh? Số 1 của Hana về đọc nhanh rồi thì mình có thể comment là đọc nhanh xuống nhé. Nhưng mà rất nhiều người, anh chị em nào mà đã xem live stream đọc nhanh rồi, comment đọc nhanh. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là nhớ lâu và chiến thuật nữ hoàng bóng tối. Ngày hôm trước thì nữ hoàng bóng tối là một cái cụm từ để chúng ta kết thúc cái live stream số 1. À cả nhà ơi, đây là nick mới của Hana nhé. Cái nick cũ của Hana thì bị hack. Và trước khi bị hack thì có khoảng độ 500 anh em nhắn tin, inbox và comment vào một cái status của Hana, nói là sẽ giúp anh chị em kiếm 5 đến 10 triệu trong tháng 6 này. Nhưng sau đấy thì bị hack. Mà cao thủ lấy mà vẫn chưa có thể lấy được, không biết là lý do là vì làm sao. Thế nên là ở cái nick mới này thì anh chị em kết bạn, đồng thời là bật chế độ xem trước nhé. Bật chế độ xem trước bởi vì rất nhiều anh chị em nhắn tin với Hana là không thấy Hana live stream. Thì mọi người có thể để chế độ xem trước để có được những thông tin mới nhất. Và sau đấy thì có thể làm theo những cái hướng dẫn mà Hana và đội nhóm đưa lên, có thể là trên Facebook cá nhân hoặc là trong nhóm, để chúng ta có thể tham gia vào những nhóm huấn luyện chuyên sâu hơn. Rồi, chào tất cả anh chị em.
Rồi, anh chị em nào? Ok, hết giờ để chúng ta mời đội nhóm vào rồi. Hana sẽ tắt cái máy tính đi cho nó rộng chỗ nha. Bật máy tính lên để làm một việc duy nhất, đó là cho anh chị em nghe nhạc Victory. Nhạc hay quá. Thôi, em tắt đi rồi. Không biết là anh chị em có muốn vừa nghe chia sẻ vừa bật nhạc không? Cái nhạc đấy nha, chia sẻ thì rất là phê đúng không? Cái cảm giác như là cảm giác thôi thúc, cảm giác rất là hào hứng và cảm giác mang cái tinh thần cam kết ở trong camp ấy đúng không anh chị em? Rồi, rất nhiều anh chị em thấy là Hana dạo rồi vắng vắng bóng đúng không? Mãi không thấy livestream hay là không thấy nói về Fusionet. Đầu tiên nhá, nói một chút về Fusionet ở đầu nhé, bởi vì đây trong nhóm Fusionet này rất nhiều anh chị em nhắn tin hỏi Hana về Fusionet. Ở trong cái nick mới này có nhiều người thì Hana chưa kịp trả lời. Nhưng mà ngoài cái việc biết tiếng Anh ra và có nói chuyện với CEO qua thư ra thì Hana cũng giống như anh chị em thôi. Cũng giống như anh chị em thôi nên là có nhiều thứ Hana cũng không có biết đâu. Còn những cái gì biết thì trong thời gian tới thì Hana sẽ tập trung để giúp anh chị em vừa là phát triển bản thân, vừa là có thêm những cái thông tin nguồn, có thể là Fusionet hoặc là những cái thông tin nguồn mà giúp anh chị em có thể làm giàu một cách bền vững và làm giàu bằng cách là cho đi cái giá trị của mình, cho đi cái giá trị của mình, giải quyết cái vấn đề của một nhóm người, của xã hội nha anh chị. Làm sao đấy để chúng ta khi mà chúng ta làm giàu chúng ta mang lại phúc đúng không, chứ không phải là chúng ta mang lại những cái hậu quả thì sẽ rất là đáng buồn. Rồi anh chị em giúp Hana là mình sẽ tag đội nhóm của mình vào đây nha, bởi vì đây sẽ là cái Hana gọi đây là cái livestream hay nhất trong tất cả các livestream, bởi vì là bây giờ mới chỉ là cái livestream thứ hai thôi, livestream thứ hai. Bởi vì tất cả những cái livestream trước thì sau khi bị hack nick Facebook thì mất hết luôn, rất là tiếc luôn ạ, rất là tiếc. Rồi, chào 19 anh chị em đang xem đầu tiên. Để cổ vũ cho Hana có thể chia sẻ cho anh chị em nhiều cái module hơn nữa thì mình hãy test, hãy chia sẻ và hãy comment một cái điều gì đó. Nào, chủ đề ngày hôm nay nha, chúng ta sẽ vào, hãy test đội nhóm, hãy test bạn bè của mình vào đây. Bởi vì thế này này, rất nhiều anh chị em nói với Hana là như này, cái việc nếu mà ai đó mình vào Fusionet chẳng hạn hay bất kỳ một cái cơ hội nào đó mà vì tiền ấy thì mình cũng sẽ ra đi tìm một cái dự án khác vì tiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến đây bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái hình mẫu về sự phát triển bản thân, hình mẫu về sự thành công và hạnh phúc, hình mẫu về cái việc cống hiến hết mình và sống trọn vẹn mỗi ngày thì chúng ta sẽ ở lại cũng vì những cái điều đó và chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn, phát triển được nhiều hơn rất là nhiều và sẽ được học hỏi trong chính cái môi trường này, sẽ được đúng cái một từ mà Hana hay nói đó là gì, đó là dấn thân chứ không chỉ là vì tiền. Được chưa? Đừng bao giờ mà chỉ vì tiền, bởi vì nếu mà chỉ vì tiền thì cũng chỉ vì tiền mà đến mà chỉ vì tiền mà đi. Được chưa? Hãy đến với nhau bằng trái tim và có cái sự chắt lọc. Để làm sao đó để chúng ta có thể là giúp đỡ nhau, chia sẻ được nhau nhiều nhất. Trong những cái đội nhóm mà do Hana dẫn dắt thì Hana luôn nói là như thế này. Cái sự thành công của cả đội nó được quyết định bởi thành công của một người yếu nhất. Nên là nếu mà ở đây chúng ta coi nhau như một gia đình thì đấy chính là cái cách để chúng ta cùng nhau phát triển. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Vì sao? Hana sẽ nói lại một chút về cái phần, tại vì là có hai live stream. Hai live stream này là hai live stream cơ bản. Sau đấy sẽ có một nhóm coaching trong 21 ngày về đọc nhanh và nhớ lâu, có thể giúp anh chị em tăng 5 đến 10 lần nội lực thông qua việc tăng 5 đến 10 lần bộ nhớ của mình và cái khả năng đọc sách nhanh, khả năng ghi nhớ nhanh, tăng bộ não của mình, tăng sức chứa của mình lên. Thì sau đó sẽ có 21 ngày để chúng ta cùng nhau làm việc đấy. Còn trong hai cái live stream này thì Hana chỉ làm một cách là những cái nào mà nó cơ bản nhất để giúp cho anh chị em có được cái động lực, có được cái đam mê và có được cái bức tranh, có được cái bức tranh lớn về cái việc này. Vì sao nó lại quan trọng đến như vậy? Thế thì Hana sẽ nhắc lại một chút ở trong cái live stream thứ nhất nhé. Cả nhà ơi, mọi người có nghe thấy Hana nói rõ và cái tốc độ nói như thế này có vừa không? Nếu mà cái tốc độ nói như thế này và anh chị em mình đang nghe rõ thì mọi người comment giúp Hana số 1 nhé. Comment giúp Hana số 1 nếu mà anh chị em mình đang nghe rõ. Được chưa ạ? Và hãy comment đến đây mà nếu mà anh chị nào mà thấy là chúng ta đang với nhau ở đây giống như một gia đình thành công của một gia đình, của một đội nhóm là thành công của người yếu nhất và chúng ta sẵn sàng cùng nhau chia sẻ và học hỏi hết mình.
thì mọi người có thể comment xuống là gia đình được không? Gia đình và có thể là để chúng ta có thể là gần gũi nhau hơn và kết nối với nhau tốt hơn. Bởi vì khi mà anh chị kết nối với Hana tốt hơn và cũng như kết nối với những anh chị đang xem trực tiếp hoặc là xem lại cái livestream này, thì đó là cách nhanh nhất để anh chị có thể là thậm chí là Hana còn chưa kịp chia sẻ cơ thì anh chị đã lấy được hết cái năng lượng ở đây rồi. Và đó là cái cách mà anh chị học tốt nhất. Giống như là hôm trước khi mà chia sẻ về đọc nhanh thì Hana có nói là mình phải có cái sự kết nối với tác giả bằng việc là trong một cái bối cảnh, cái cuộc trò chuyện có cảm xúc và có hỏi đáp, có cái sự hình dung tưởng tượng và cái sự mô phỏng tham chiếu của mình cùng với tác giả. Và ở đây giống như Hana cũng là tác giả của cái livestream này, thì nếu mà anh chị kết nối, chúng ta kết nối cùng với nhau, thì đó cũng chính là cái cách để anh chị học tốt nhất và học nhanh nhất trong cái livestream này, cũng như là trong tất cả cái anh chị đi học bất kỳ một khóa nào hay tiếp tục anh chị tham gia cùng với Hana trong những cái khóa huấn luyện chuyên sâu hơn nữa. Được chưa ạ? Thế thì Hana sẽ tổng cộng hợp một chút nha, với những anh chị em nào mình đã xem rồi hoặc chưa xem cái livestream số 1 thì mình xem lại nha. Và anh chị em có thể đăng ký cái khóa khởi nghiệp hoặc đăng ký 21 ngày coaching đọc nhanh nhớ lâu thông qua cái việc là làm theo cái cú pháp hướng dẫn Hana đã viết trên này. Còn nếu mà anh chị em nào muốn tham gia vào 21 ngày coaching cùng cơn lốc vào buổi sáng từ 5:30 đến 6:30 sáng hàng ngày, thì mình sẽ liên hệ với một trong những bạn, những anh chị em ở trong cơn lốc, và do những anh chị em trong cơn lốc giới thiệu ra thì anh chị em sẽ được vé tham dự vào đó nha. Rồi, bây giờ Hana sẽ nhắc lại một chút, Hana sẽ dành khoảng độ 5 phút Hana nhắc lại một chút về cái việc đọc nhanh. Tại vì là đọc nhanh và nhớ lâu, đúng không ạ? Đây là cái chủ đề mà giúp cho chúng ta có thể là chúng ta rất là nhanh chóng, chúng ta làm chủ và biến những cái kiến thức mà những cái tác giả của những cái cuốn sách tuyệt vời như thế này đã dành cả đời mình để có thể viết ra những cái kinh nghiệm như thế này. Hana lấy ví dụ nhé, một cuốn sách như thế này, anh chị ạ, ví dụ một cuốn sách nó dày to kiểu như thế này, thì anh chị mất bao nhiêu thời gian để đọc cái này, và khi đọc xong rồi thì nhớ được bao nhiêu phần trăm? Bởi vì Hana biết là sau khi đầu tiên thì không có định chia sẻ về những cái chủ đề như thế này, nhưng sau đấy thì quá nhiều anh chị em hỏi luôn. Bởi vì là sao ạ? Đôi khi nhá, cái việc đọc hết đã khó, bởi vì là cái cuốn sách, thường những cuốn sách càng dày thì cái khả năng của chúng ta, đặc biệt là của người Việt Nam ấy, bởi vì sao mà người Việt Nam một năm đọc 0,5 cuốn sách, đúng không? Khả năng chúng ta đọc hết là rất là nan giải luôn ạ. Vậy thì nếu sẽ thế nào Hana giúp được anh chị đọc một cái cuốn sách như thế này, hoặc là dày hơn nữa, chữ nhỏ nhỏ như thế này, mà chúng ta đọc cái cuốn này trong vòng khoảng 30 phút đến 1 giờ, mà chúng ta có thể nhớ được từ 60 cho đến 80%, hoặc là nếu sau khi anh chị rèn luyện thì có thể hơn thế nữa. Có tuyệt vời không ạ? Vậy thì đọc nhanh, hôm trước thì mình có nói về đọc nhanh, mình có nói đến một số cái câu chuyện, là cái câu chuyện là quá khứ, hiện tại, tương lai, về ba cái ví dụ để anh chị em thấy rằng dù bất kể anh chị em đang ở cái vị trí nào trong cái việc là anh chị đọc nhanh và nhớ lâu, thì anh chị em đều có thể tiến tới nơi mà anh chị em muốn, miễn là anh chị em cho phép mình và tin tưởng mình có thể, tin tưởng vào cái viễn cảnh khi mà mọi người sử dụng chính xác, sử dụng một cách thành thục những cái kỹ thuật mà được Hana hướng dẫn. Sử dụng chính xác, sử dụng thành thục thì anh chị sẽ có được cái khả năng ghi nhớ và cái khả năng đọc nhanh đó. Có được không ạ? Và cái việc mà cách kỹ năng mà anh chị sẽ được hướng dẫn, kể cả trong là đọc nhanh hay nhớ lâu, thì nó đều không quan trọng bằng việc là anh chị có niềm tin tuyệt đối. Anh chị nhớ nhá, niềm tin tuyệt đối hay còn gọi là đức tin vào cái việc, cái viễn cảnh mà sau khi anh chị áp dụng, vận dụng những cái gì mà chúng ta đang chia sẻ với nhau ở đây, thì anh chị sẽ có được cái kết quả mà anh chị mong muốn. Để có được cái điều đấy thì có phải là đầu tiên là anh chị sẽ có niềm tin vào, giả sử là vào Hana thì anh chị mới thành thời gian tận 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để xem cái livestream này, đúng không ạ? Sau đó là cái việc anh chị tin vào những cái kỹ thuật đấy, cái kỹ thuật mà đã giúp hàng triệu người trên thế giới, họ sở hữu cái kỹ năng đọc nhanh nhớ lâu, và cả Hana cũng như vậy, đọc nhanh nhớ lâu. Nó giúp cho mình thực sự là tăng được sức chứa rất nhiều luôn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rồi, đầu tiên là chúng ta là cái việc quá khứ, hiện tại, tương lai, và cái việc là chúng ta tin tưởng vào cái khả năng của mình, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta nói với nhau là cái kỹ thuật quả quýt, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em nhớ kỹ thuật quả quýt? Chúng ta nói với nhau về kỹ thuật chiến thuật ngựa hoang. Chúng ta còn nói với nhau về cái chiến thuật gì nữa? Chiến thuật bắt mồi. Chúng ta nói với nhau về chiến thuật của nữ hoàng bóng tối. Chúng ta nói với nhau về năm cái bước mà ở đó, từ cái việc là chúng ta chuẩn bị như thế nào với cái mục đích thực sự rõ ràng này,
với cái tôi tin tưởng, tôi buông bỏ và tôi tuôn chảy, chúng ta thực hành ra làm sao. Sau đó chúng ta xem trước bằng cách là chúng ta xem tiêu đề, chúng ta xem lời cảm ơn, chúng ta xem mục lục, chúng ta xem cái lời giới thiệu để nắm bắt được cái thông điệp nhé. Để nắm bắt được cái thông điệp của cả cuốn sách, anh chị nhớ nhé, thông điệp chứ không phải kể lể, đúng không ạ? Nắm bắt được thông điệp của cuốn sách qua cái đấy có thể là đến 80%. Sau đó là anh chị có cái sự kết nối với tác giả thông qua cái việc là ở trong một cái bối cảnh cùng với tác giả, cho cảm xúc của mình vào. Chúng ta thông qua cái việc mà chúng ta có cái sự hỏi đáp với tác giả và chúng ta cần phải tham chiếu cái suy nghĩ của mình về cái bố cục của cái cuốn sách này, về cái tấm bản đồ này trước khi mà chúng ta đọc nó. Và sau khi mà chúng ta đọc nó rồi, chúng ta sẽ có sự tham chiếu và kết nối của những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà được học ở trong cuốn sách này với cái gì mà đã có trong đầu chúng ta, với những cái trải nghiệm chúng ta đã có, với những cái kiến thức mà chúng ta đã có, và từ đấy là dễ dàng hơn chúng ta nhớ được những cái điều đó. Có đúng không nào? Rồi, còn rất nhiều thứ nữa, tại sao chúng ta phải đọc, những người tỷ phú đọc như thế nào, những các nước trên thế giới đọc thế nào, rất nhiều thứ, đúng không ạ? Đấy là Hana dành 5 phút để Hana tổng hợp lại cái đấy nha. Và bây giờ mình sẽ đi đến phần nhớ lâu. Anh chị em có thể comment xuống giúp Hana là nhớ lâu được không ạ? Comment xuống là nhớ lâu. Cảm ơn tất cả anh chị nha. Rồi, anh chị em comment là nhớ lâu. Nếu mà anh chị em thấy những cái kiến thức trong cái livestream số 1 hoặc là những gì Hana đang chia sẻ nó có ý nghĩa thì mình hãy share về tường của mình để mình có thể lưu lại, bởi vì cũng có thể một ngày nào đó nó không còn ở trên này nữa và rất là khó để có thể chúng ta xem lại, anh chị em ạ. Bởi vì anh chị em biết không, thì bình thường là buổi tối như này, kể cả Hana và anh chị em, thì chúng ta đều dành thời gian bên gia đình và chúng ta dành thời gian với nhau như thế này, thì chúng ta phải làm cho nó thực sự hiệu quả nhất, đúng không ạ? Hana tự hứa với mình là mỗi lần mình livestream mình phải đưa được nhiều kiến thức và chất lượng nhất. Anh chị em comment nhớ nâu đi ạ. Để làm sao cho anh chị em đã vào xem livestream của Hana một lần, đi học cùng với Hana một lần, biết đến Hana một lần, thì bất kể khi nào mà Hana có cái chương trình gì đó thì anh chị đều biết rằng là những cái điều mà Hana chuẩn bị chia sẻ cho anh chị thì nó thực sự quý giá, nó từ đáy trái tim của Hana. Mong muốn anh chị được tốt hơn, mong muốn chúng ta được đồng hành cùng nhau để thành công và hạnh phúc, để tốt hơn. Được chưa ạ? Rồi, nhớ lâu. Vậy thì nhớ lâu là gì? Anh chị có nhớ là như này không? Trong cái livestream 1 chúng ta, những anh chị em nào mình nhớ được là nhớ lâu là gì thì anh chị em có thể comment xuống giúp Hana được không ạ? Comment là nhớ lâu và nhớ lâu là gì. Nào, chúng ta có 6 cấp độ của việc mà chúng ta nạp thông tin vào. 6 cấp độ là gì ạ? Đầu tiên, mức độ thấp nhất, người biết là người không biết gì, đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết những gì chúng ta biết và không biết những gì chúng ta không biết. Biết này, hiểu này, nhớ này, vận dụng này, phân tích tổng hợp này, và sáng tạo, được chưa anh chị? Vậy thì cái việc nhớ lâu đó là cái việc anh chị có khả năng nào vận dụng, phân tích tổng hợp và sáng tạo những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà anh chị đã được học ở trong cái bước 3, trong cái bước 4, 5, 6 của cái quá trình nhận thức của anh chị. Đó là như Hana vừa mới nói, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái vì sao mà rất nhiều anh chị học mà không nhớ. Bây giờ để lấy một ví dụ nhé. Bây giờ Hana lấy một cái ví dụ đi. Bao nhiêu anh chị thấy rằng là mình đi học rất là nhiều các khóa học và cũng như là đọc rất nhiều những cuốn sách rồi. Thế nhưng mà khi được hỏi lại thì mình thấy là có những người họ nói vanh vách 1, 2, 4, 5, 6. Họ nói vanh vách luôn anh chị em ạ. Nói vanh vách cứ như thể là cái đầu họ vừa ăn cái bánh rán của Doraemon á. Nhưng mà cũng có những người đi học rất nhiều nhưng mà không thể nào mà nhớ được luôn. Và họ cho rằng là cái trí nhớ của mình rất là kém. Bao nhiêu anh chị em gặp cái tình trạng đấy và thấy rằng mình có một cái trí nhớ không tốt? Bao nhiêu anh chị em đã từng thấy là mình có một cái trí nhớ không tốt thì mình comment xuống là mình comment xuống nhé. Mình comment xuống cái hoàn cảnh, cái việc gì đó đã khiến mình nghĩ là trí nhớ của mình không tốt. Còn nếu anh chị em cho rằng là anh chị em có trí nhớ tốt thì anh chị em có thể giúp Hana, kể cả những anh chị em xem lại nhé, giúp Hana comment xuống những cái điều gì khiến anh chị em nghĩ và anh chị em tin rằng là anh chị em đang có trí nhớ tốt. Thì trong lúc anh chị em comment thì Hana sẽ kể cho anh chị em nghe một câu chuyện như này nhé. Sẽ kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện này. Bao nhiêu anh chị em mình đã từng vào trung tâm mua sắm Vin ấy, mình mua sắm và mình gửi cái xe của mình ở dưới tầng hầm. Bao nhiêu anh chị em đã từng vào Vin mua sắm và gửi, nhất là vào cái gì nhỉ Royal City chẳng hạn ấy, cái Royal City nó rất là rộng mênh mông như thế. Bao nhiêu anh chị em đã vào gửi xe ở Royal City rồi,
thì mình comment xuống ở Royal City nhá. Thì Anna sẽ kể cho anh chị em nghe một câu chuyện như này nha. Đã em ạ. Rồi Royal City hoặc là một cái nơi nào đó mà nó rất là nhiều xe và rất là nhiều những cái chỉ dẫn lằng nhằng. Thế thì chị Hằng ơi, khi mà chị Hằng gửi xe ở trong Royal City chẳng hạn ấy, hoặc là những cái nơi có rất là rắc rối phức tạp trong cái việc gửi xe, thì chị khi mà chị gửi xe và chị đi lấy xe thì chị có gặp cái vấn đề về việc lấy cái xe đấy của mình ra không? Khó nhớ tiếng Anh. Ok, mọi người mời comment xuống những cái vấn đề của mọi người hoặc là những cái thành công của mọi người để mọi người nghĩ rằng trí nhớ của mình tốt và không tốt đấy nhá. Việc này rất quan trọng, tí nữa Hana sẽ từ những cái ví dụ của chính anh chị em Hana giải quyết cho anh chị em. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện là lấy xe khi mà mình gửi xe vào trong trung tâm thương mại nha anh chị em. Thế thì anh chị em có nhớ là như này nhá. Đây là một cái quy trình của não bộ này. Và một cái quy trình này thì đã được nghiên cứu bởi một cái người học ở Đại học Harvard ở trong cái một cái bài nói TED Talk mà Hana xem cách đây khoảng độ 5 7 năm lúc mà mới ra trường ấy, giờ không nhớ nữa. Từ những năm 2014 đến bây giờ là 19 5 năm trước. Thế thì ở trong đấy và thậm chí trong thực tế của chúng ta thì chúng ta có phải thấy như này không? Khi mà chúng ta để xe vào đấy chúng ta rất là khó nhớ và chúng ta tưởng chừng như là chúng ta quên rồi, và đôi lúc chúng ta cần phải chụp ảnh nó lại bằng cái máy điện thoại của mình để mình nhớ là tí mình để R2B1R2T3 ví dụ như vậy, đúng không nào? Thế thì nhưng mà thực tế anh chị có nhớ là cái cách mà não bộ của mình không? Tại vì có một lần Hana mới để ở trong cái chỗ Royal City á. Thế xong rồi anh chị biết không, mình quên mất là mình không chụp lại, và đến lúc mà mình đi tìm thì cảm tưởng trời ơi muốn khóc luôn ấy anh chị em ạ. Đi chơi trong Royal thì đã mệt lắm rồi, thế là lúc mình đi ra, lúc mà đi ra thì thực sự muốn về nhà rồi, chân mỏi đã rồi và cơ thể thì cũng rất là sung sướng sau lúc đi chơi rồi, tức là thỏa mãn rồi và muốn về nhà rồi, thì trời ơi không thể nhớ được mình để xe ở chỗ nào, và giữa cái biển trời mênh mông như vậy thì cảm giác không thể nào nhớ được luôn. Thế nhưng mà lúc đấy khi mà mình thực sự mình tập trung và mục tiêu của mình là tìm cái xe của mình và đặt định vị rất là rõ ràng là mình tìm cái xe của mình và mình thực sự tập trung vào cái đấy, thì có một cái điều rất là thú vị xảy ra trong não bộ của mình, đó là bắt đầu những cái âm thanh, những cái hương vị, kể cả là hương vị luôn nhá, những cái màu sắc, rồi những cái chỉ dẫn đấy, những cái chỉ dẫn ở tất cả xung quanh, tức là mọi thứ, là mình dần dần mình bắt đầu mình hình dung lại được dần dần. Tức là mình bắt đầu mình nhớ là đến chỗ cái thang máy đi lên trung tâm thương mại thì chỗ đấy là E3 chẳng hạn, xong rồi E3 ở gần đấy rẽ trái một tí, rồi lại ở sang bên phải chuẩn bị đến cái chỗ mà lên thẳng chỗ tòa nhà văn phòng, thì ở ngay gần cái chỗ lên tòa nhà văn phòng đấy trách ra một chút có một cái thang máy và mình để xe ở đối diện cái thang máy đấy. Anh chị nhớ không? Cái não bộ của mình sẽ tư duy kiểu như vậy, có đúng không? Kiểu như vậy, nó rất là rắc rối như vậy, nhưng bắt đầu mình hình dung và cuối cùng thì Hana tìm được cái xe của mình sau khoảng độ nửa tiếng gì đấy, tìm theo cái trí nhớ vận hành của não bộ như vậy. Thì tại sao mà Hana lại kể cái câu chuyện lên chuyện trên kể câu chuyện trên để anh chị chúng ta cùng nhau chúng ta thấy rằng là thực tế ra thì não bộ của chúng ta không có quên bất kỳ một cái gì cả, mọi thứ đã được tiếp nhận rồi thì đều ở trong não bộ của mình. Nhưng quan trọng là mình không truy xuất được nó ra, mình không lấy được cái đấy ra nữa. Tức là nó vẫn là trong não bộ của mình nhưng mình không lấy được ra, hoặc là mình rất là khó khăn trong việc lấy ra, giống như kiểu Hana tìm cái xe thì bắt đầu mọi thứ là mình nhớ lại một cách dần dần chứ không có nhớ ngay lập tức được. Vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta khẳng định với nhau, anh chị ghi xuống ạ, đó là không có người trí nhớ kém, chỉ là mình đã biết dùng trí nhớ của mình một cách hiệu quả hay chưa. Anh chị em ghi xuống ạ, không có người trí nhớ kém, chỉ là mình biết dùng trí nhớ của mình một cách hiệu quả hay chưa. Thì đây là khẳng định đầu tiên. Bởi vì sao ạ? Chúng ta không có quên mất kỳ điều gì cả, chỉ là không truy xuất được. Để lấy cho anh chị em một cái ví dụ về việc chúng ta không truy xuất được nhé. Nó giống như thế này. Nó giống như kiểu bao nhiêu anh chị em mình thích Doraemon. Anh chị em comment xuống là Doraemon. Thế thì anh chị em có nhớ là Doraemon thì có một cái túi thần kỳ ở trước ngực này không? Anh chị em có nhớ không? Thế thì trí nhớ của chúng ta thì giống như cái túi thần kỳ của Doraemon ấy anh chị em ạ. Giống như cái túi thần kỳ của Doraemon. Thế anh chị em có nhớ cái này không? Ngày trước thì Hana rất là thích Doraemon và rất là thích Conan. Bây giờ vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó. Anh chị em có nhớ là
cái túi thần kỳ này của Doraemon thì nó vô hạn và nó vô cùng rộng rãi, nó giống như cả cái vũ trụ và dải ngân hà này. Anh chị em có thể cho vào cái túi thần kỳ này bất kỳ cái điều gì anh chị em muốn, đúng không? Cho vào bất kỳ điều gì anh chị em muốn. Và đã một khi đã cho vào rồi, giống như bộ não của mình ấy, một khi đã cho vào rồi thì nó nằm ở trong này, được chưa? Nó không đi ra luôn, nó không đi ra nha anh chị em. Đã cho vào rồi nó vẫn ở trong này. Thế nhưng mà sao ạ? Anh chị em có nhớ mà khi mà Doraemon và Nobita muốn lấy một cái đồ gì trong này ra, đôi khi bỏ mãi mà không có lấy được không? Anh chị em có nhớ không? Ví dụ như là đang muốn lấy là cái quạt để bé bay chẳng hạn, bỏ mãi không thấy được cái quạt đâu. Thì tương tự cái bộ não của mình cũng vậy. Cái chỗ chứa trong cái bộ não này là vô hạn, chúng ta có thể cho vào đây vô hạn thứ, nó vô cùng rộng rãi, nó giống như cả cái vũ trụ và cái dải ngân hà này. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta cho vào rồi mà chúng ta không biết tìm cách nào mà chúng ta lấy ra được, bởi vì chúng ta không có liên kết cái đấy lại, chúng ta khó để có thể chúng ta làm được, chưa? Vậy thì anh chị em mình ghi xuống nè, anh chị em mình ghi xuống giúp Hana, đó là bộ não của chúng ta thì giống như túi thần kỳ của Doraemon. Ghi xuống nè, bộ não của chúng ta thì giống như túi thần kỳ của Doraemon, có thể cho vào vô hạn nhưng đôi lúc tìm mãi không ra, được chưa? Vậy thì sau khi để anh chị em nhớ những cái key này thì anh chị em chỉ cần nhớ đến cái túi thần kỳ của Doraemon thôi là anh chị em nhớ luôn, đúng không nào? Thế thì bây giờ sẽ đi vào xem là lúc trước là những anh chị em nào mình thấy là, ví dụ nhá, anh chị em ghi là những cái mà ví dụ khiến anh chị em nghĩ rằng là học xong chữ thầy lại chả thầy, khó nhớ tiếng Anh. Còn điều gì nữa không? Anh chị em ghi tiếp những cái ví dụ mà giúp anh làm cho anh chị em cảm thấy là mình có trí nhớ kém hoặc là mình có trí nhớ tốt đi. Bởi vì những cái đấy sẽ giúp cho mình có thể là mình từ cái ví dụ của chính anh chị em mà chúng ta có thể phân tích được với nhau đó. Được chưa? Và anh chị em viết cái phần thêm những cái ví dụ đi để Hana có thể từ những cái ví dụ của anh chị em, anh Hana đưa ra những từ khóa cho cả nhà nha. Mà tại sao hôm nay lại là chiến thuật nữ hoàng bóng đêm. Rồi, vậy thì anh chị em comment đi, ví dụ anh chị em có thể comment xuống là bởi vì mình thường xuyên đánh mất chìa khóa nên mình nghĩ mình chỉ nhớ kém, bởi vì mình thường xuyên mình không tìm được cái đồ vật trong nhà mình để ở đâu nên mình nghĩ mình chỉ nhớ kém, bởi vì mình thường xuyên mình đọc sách, những cái cuốn sách về phát triển bản thân mà rất nhiều người thấy rất là hay nhưng mình không thể nào nhớ được nội dung thì mình nghĩ mình trí nhớ kém, bởi vì thường xuyên mình quên những cái việc quan trọng mình phải làm, mình quên mất lịch nên mình nghĩ là mình trí nhớ kém. Anh chị em tiếp tục comment đi, những cái ví dụ của anh chị em là vô cùng quan trọng. Mình ghi xuống cái ví dụ của mình đi, tại sao mình nghĩ mình trí nhớ kém, cái điều gì? Anh chị em comment xuống đi, cái ví dụ của anh chị em là vô cùng quan trọng đối với cái hiệu quả của ngày hôm nay. Nào, tại sao cái điều gì, cái sự kiện gì mà anh chị em đang nhớ khiến cho anh chị em cảm thấy là mình có trí nhớ chưa tốt hoặc là tốt nhỉ? Comment xuống, Hana sẽ giúp anh chị giải quyết những cái điều đó. Nếu anh chị không comment thì làm sao mà giải quyết được. Nào, thế thì đúng anh nhỉ? Nghe sách xong không nhớ mấy. Ok, anh chị em giúp comment trong lúc đấy Hana sẽ nói như này nhá. Có phải giống như này không? Có phải giống như này, giả sử nhá, nhà có hai vợ chồng, thế là mình đi ra khỏi nhà, thế là mình đi làm và mình mang cái chìa khóa nhà đi, hoặc là mình hay là thế đi, có một cô vợ thì suốt ngày mất kính, được chưa? Có một cô vợ suốt ngày mất kính, cứ đeo kính xong rồi để kính lên đầu thế này, xong là một lúc sau lại để kính xuống thế này, và thường xuyên vì cứ đeo lên để xuống như vậy nên là thường xuyên là bị mất kính, được chưa? Thường xuyên bị mất kính, thế là về và cô vợ này suốt ngày phải đầu tư tiền vào việc mua kính, thế là người chồng này mới bảo là em có trí nhớ thật là tệ, em đúng là cái sinh, người chồng sẽ bảo là em đúng là sinh con xong chẳng nhớ được cái gì cả, suốt ngày nhớ quên, được chưa? Chồng mình sẽ bảo em suốt ngày quên kính, suốt ngày nhớ quên, sinh con xong em chẳng nhớ được cái gì cả, kiểu thế, đúng không? Thế xong mình bảo ồ thì đúng thật đấy, kể từ ngày mình sinh con xong thì bắt đầu mình thấy trí nhớ của mình nhớ quên thật, thế là mình nghĩ là mình có trí nhớ không tốt. Thế thì sự thật của nó là gì? Chúng ta nhớ được
bao 80% những cái việc khác, công việc này, rồi là ngày sinh của bạn bè bố mẹ chồng con này, rồi những cái sự kiện quan trọng trong hai gia đình này, rồi là hàng tí tỉ những công việc khác trong rất là nhiều những cái vai trò hàng ngày của chúng ta. Thế mà chỉ vì một cái việc là hay bị đánh mất kính thôi mà mình và những người xung quanh mình lại có một cái thần chú là mình trí nhớ kém như vậy thì có làm mất công bằng quá không nhỉ? Đúng không? Nó giống như là những cái ví dụ anh chị em đang comment ra đó. Được chưa? À, anh chị em nhớ nhá, mỗi lần mà khi chúng ta cùng cùng tham gia với nhau thì anh chị em nhớ chuẩn bị cho mình giấy nước và bút nhé. Chuẩn bị giấy nước và bút bởi vì Hana sẽ nói ở một cái tốc độ nó khá là nhanh và thực sự cần anh chị em phải ghi chép lại. Ghi chép lại sau đó thực hành thật là nhiều và nếu được thì hãy chia sẻ gieo hạt cho thật nhiều người vào cái livestream này để nghe và anh chị em hãy tiếp tục cùng với họ để có thể trao đổi lại những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà chúng ta cùng nhau chia sẻ ở đây. Thì cách đấy mới là anh chị em mới nhớ được và biến những cái kiến thức này thành của mình. Được chưa? Rồi. Vậy thì từ cái việc đấy Hana muốn nói là gì ạ? Anh chị em đừng vì một vài việc mà anh chị em không nhớ và cho rằng mình chỉ nhớ không tốt. Hãy nhìn vào những cái việc mà mình đang làm tốt kia kìa. Đúng không nào? Mình nhìn vào những việc mình đang làm tốt kia. Và bây giờ mình hãy có từ cái việc này nhé, mình hãy có một cái câu thôi miên cho mình. Mình hãy có một cái câu thôi miên cho mình. Nào, anh chị viết xuống cái câu thôi miên cho mình. Ví dụ như là hôm trước chị Tuệ An chẳng hạn, chị Tuệ An có nói một câu là cái gì nhỉ? Tôi là người có trí nhớ vô hạn và chị nói là gì nhỉ? Trí nhớ vô hạn và tài năng vô biên à? Hana không nhớ lắm. Tôi là người có trí nhớ vô hạn và tài năng vô biên. Đó, hoặc là tôi là người có trí nhớ cừ khôi. Tôi có thể dễ dàng nhớ được tất cả những cái gì quan trọng mà tôi thấy rằng quan trọng. Chỉ cần đọc một lần và nhớ mãi mãi, nhớ đến cuối đời. Tôi là một người có trí nhớ cừ khôi, tôi có thể nhớ được tất cả những cái gì mà tôi muốn nhớ, một đọc một lần và nhớ suốt đời. Ví dụ như vậy, một cái câu thôi miên đơn giản như vậy và mình viết ra, mình dán nó trước mặt hàng ngày. Nó giống như kiểu Hana có một cái câu là Hana là một trong những CEO, là những một trong những vua chiến lược, những CEO sáng tạo và thực tiễn nhất trên thế giới. Đó, ví dụ Hana nói như thế và ở tất cả những nơi nào mà cô ấy đến thì cô ấy đều giúp cho tất cả mọi người có một cái phong cách sống ngoại hạng. Thì đó, ví dụ cái câu thôi miên của Hana tổng quát là như vậy. Thì câu thôi miên này anh chị cũng có thể nói thế, tôi Thái Thị Hoa là người có một cái trí nhớ cừ khôi, tôi có thể dễ dàng nhớ được tất cả những cái gì mà tôi muốn nhớ, đọc một lần và nhớ suốt cả đời. Được chưa anh chị? Mình hãy viết câu thôi miên đấy xuống nhé và mình chọn được một cái câu thôi miên thì mình hãy dán nó lên tường và xem nó hàng ngày, xem nó nhiều đến khi mà nó thành máu thịt của anh chị. Anh chị ghi xuống một cái câu này này. Anh chị ghi xuống ạ. Chị Hằng có nói này, tôi là người có trí nhớ vô hạn, tôi có thể đọc hay nhìn thông tin gì tôi muốn, tôi nhớ mãi mãi, tài năng vô biên. Yeah, tuyệt vời, hay phải chị Hằng, tuyệt vời quá. Đó, anh chị có thể làm những cái câu thôi miên như vậy nhé. Một cái câu thôi miên như vậy nó vô cùng quan trọng để anh chị bắt đầu. Cái quan trọng nhất là mình có niềm tin là mình làm được, mình có cái niềm tin tuyệt đối vào cái viễn cảnh, cái tài năng vô biên của mình và cái trí nhớ vô hạn của mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần 10 giờ kém 10. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là những cái chiến thuật mà Hana nói ngày hôm nay, đó là chiến thuật nữ hoàng bóng tối. Rồi, anh chị em comment xuống đi. Comment 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 xuống. Nếu mà anh chị em đến đây mà anh chị em thấy nó giá trị thì hãy hãy gieo hạt tép bạn bè của mình vào đây. Bởi vì thực sự bây giờ cái sự cho rất là nhiều người cho đi điên cuồng. Và Hana thì cũng là một trong những người như vậy. Nhưng mà nếu mà có những người cho đi điên cuồng và những cái kiến thức nó cũng rất là tuyệt vời mà chúng ta mà không đón nhận cừ khôi thì chẳng có một cái nghĩa lý gì hết ạ. Viết cái câu thôi miên xuống. Nếu anh chị thấy những cái này nó có giá trị thì anh chị hãy chụp cái màn hình có cái đoạn comment mà anh chị, ví dụ chụp màn hình cái chỗ này có cái đoạn comment mà anh chị cảm thấy ấn tượng, sau đấy gửi cho người bạn của mình nói rằng là nếu mà muốn nhận những cái thông tin kiến thức này thì hãy vào những cái nhóm này cùng với tôi thì sẽ có những cái thông tin kiến thức này, hay là mình có thể đăng lên Facebook thì đó là một cái cách thức mà anh chị em có thể PR chính mình, được chưa? Và có thêm được những cái mối quan hệ, những cái đối tác rất tuyệt vời. Bởi vì là khi mà Hana chia sẻ miễn phí như này thì hoàn toàn anh chị em cũng có thể cho những cái người bạn của mình vào. Ví dụ như sắp tới có cái nhóm là chiến thuật 21 ngày coaching đọc nhanh nhớ lâu, đúng không? Anh chị biết không, một cái khóa như vậy ngoài thị trường ấy, một cái khóa như vậy ngoài thị trường nó lên đến khoảng độ 3 cho đến 5 triệu ạ.
3 cho đến 5 triệu là những khóa rẻ nhất ở ngoài thị trường, đọc nhanh nhớ lâu. Được chưa ạ? Và ở đây thì Hana không những mà hướng dẫn anh chị mà còn có 21 ngày coaching. Và Hana khẳng định là những cái gì mà Hana hướng dẫn anh chị ở đây thì không có một ai dạy theo cái cách tương tự luôn ạ. Không có một ai làm theo cách tương tự. Không có ai đúc kết thành những cái kiểu như thế này hết. Mà hoàn toàn miễn phí thì hoàn toàn anh chị em cũng có thể chia sẻ và tặng cho những người đối tác của mình, những người bạn của mình. Và khi có phải ví dụ nhé, ví dụ chị đeo Apple đúng không? Chị đeo Apple thấy những cái này nó tuyệt vời quá, thế là chị đeo Apple mới BA và có thể tặng cho người bạn của mình. Thế thì có phải là khi người bạn của chị cũng nhận được những cái kiến thức tuyệt vời này và cảm thấy là nó rất tuyệt vời thì người bạn của chị cũng sẽ follow chị có đúng không? Và sẽ trở thành đối tác chiến lược của chị. Thì đấy là một cái món quà mà mình có thể đòn bẩy mình tặng được. Bởi vì anh chị biết không, một cái bí mật ấy của người thành công là đi đâu họ cũng tặng quà. Đi đâu họ cũng tặng quà. Nếu mà không phải là mình có thể là mình tự mình biên soạn ra những cái tài liệu PDF hoặc những cái video, hoặc là mình gửi tặng những cái live stream, những cái video có giá trị đối với cái bạn, người bạn của mình mà mình thấy, ví dụ như là của những ai đó mà mình cảm thấy nó thực sự có giá trị. Được chưa? Rồi, anh chị comment xuống là chiến thuật nữ hoàng bóng tối, chiến thuật nữ hoàng bóng đêm. Hana chuyển nó thành bóng đêm. Bởi vì bao nhiêu anh chị em ngày trước xem cái phim là nữ hoàng bóng đêm nhỉ? Bởi vì là như này, nghe cái từ tối thì nó rất là tối. Anh chị ạ, ví dụ bây giờ là tối mà bật đèn lên thì nó sáng, nên là chuyển thành nữ hoàng. Tại một số anh chị em bảo là ô tên nữ hoàng bóng đêm thì các anh đàn ông thì có học được không? Rồi là thế nếu bóng đêm thì đêm thì có vào buổi sáng được không? Thế là chuyển thành tối thì có vào buổi sáng được không? Chuyển thành đêm để nếu mà đêm muốn thành sáng thì bật đèn lên. Còn nữ hoàng, tại sao lại là nữ hoàng bóng đêm và cái chiến thuật này là gì nhá? Thì chỉ bằng chiến thuật nữ hoàng bóng đêm thôi, anh chị em gần như là có thể là cover được những cái cơ bản nhất và quan trọng nhất của cái việc mà giúp anh chị em nhớ nâu. Và kể cả đọc nhanh hôm trước cũng như vậy. Thế thì bao nhiêu anh chị em ngày trước mình xem cái bộ phim nữ hoàng bóng đêm nhỉ? Nữ hoàng bóng đêm và ông trùm thế giới ngầm. Bao nhiêu anh chị em xem cái bộ phim nữ hoàng bóng đêm đấy? Hôm trước Hana có hỏi một vài anh chị em ở trên văn phòng. Thế mình rất là ngạc nhiên bởi vì mọi người không có xem phim nữ hoàng bóng đêm đấy nhá. Ngày bé đấy, ngày Hana còn bé thì có xem phim nữ hoàng bóng đêm đấy và mê cái cô gái đấy luôn anh chị em ạ. Cái ngày Hana còn bé, anh chị em có công nhận với Hana là tất cả dù chúng ta là đàn ông hay là chúng ta là phụ nữ, chúng ta đều thích những cô gái xinh đẹp đúng không? Có đúng không? Anh chị em ghi xuống đi, anh chị em có thích những cô gái xinh đẹp không? Thì anh chị em ghi xuống là cô gái xinh đẹp. Đầu tiên nữ hoàng bóng đêm là một cô gái rất xinh đẹp. Và kể cả chúng ta là đàn ông hay chúng ta là phụ nữ thì có phải chúng ta đều thích những cô gái rất là tài giỏi đúng không? Đúng không? Và kể cả là chúng ta là đàn ông hay chúng ta là phụ nữ thì chúng ta đều thích những cái cô gái mà rất là đặc biệt. Và đặc biệt thì theo cách của mình nhá. Thì nữ hoàng bóng đêm, cô gái xinh đẹp. Đấy, phim vô cùng hay luôn, trời ơi, cô gái đấy thực sự rất là xinh đẹp, quyến rũ, cưỡi trên mình chiếc xe 500 phân khối. Mỗi khi nàng xuất hiện thì sẽ ở đằng sau nàng là một loạt những câu hỏi về, bởi vì ví dụ như nàng vừa xuất hiện xong nàng làm một cái gì đó, mọi người ồ đến thì không thấy có bất kỳ ai ở xung quanh đấy cả, bởi vì nàng đi quá nhanh. Và nàng là một người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi và vừa vô cùng đặc biệt ạ. Nàng chinh phục được ông trùm của thế giới ngầm. Và nàng cũng là một cái người mà anh chị em biết không, có một cái nàng vô cùng tài năng luôn. Nàng vô cùng tài năng và tài giỏi luôn. Bất kể cái gì, chỉ cần nàng đọc một lần thôi là nàng nhớ đến suốt đời ạ. Thì đấy là nữ hoàng bóng đêm anh chị em ạ. Chỉ cần nàng đọc một lần thôi và nàng nhớ suốt đời. Và Hana cực kỳ ấn tượng luôn. Và lúc mà Hana xem phim đấy thì mình sao? Mình cũng định vị mình là sao? Mình cũng định vị mình là mình cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mình cũng là một cô gái vô cùng quyến rũ. Mình cũng là cô gái vô cùng tài năng và đặc biệt theo cách riêng của mình. Và mình có một cái tài năng vô cùng đặc biệt, đó là mình bất kể cái gì mình đọc hay mình xem chỉ một lần thôi, mình nhớ đến suốt đời. Được chưa? Rồi, bây giờ bao nhiêu anh chị em đã nhớ được? Phóng xe tít vô cùng luôn. Rồi, phóng xe tít là bao nhiêu anh chị em muốn là mỗi một lần khi mình xuất hiện ở bất kỳ đâu thì mình giống như nữ hoàng bóng đêm ở những cái điểm mà Hana vừa mới cùng anh chị em miêu tả. Thì anh chị em comment xuống là tôi. Được chưa? Bao nhiêu anh chị em đã nhớ được một vài nét tính cách cơ bản của nữ hoàng bóng đêm mà Hana vừa mô phỏng cho anh chị em rồi? Chưa hết đâu, những phần hay nhất đang ở phía sau. Nào,
Cô gái xinh đẹp, cô gái rất là tài năng, cô gái đặc biệt theo cách riêng của cô ấy. Và cô ấy có một tài năng vô cùng đặc biệt thêm nữa, đó là có khả năng ghi nhớ vô hạn và nhớ tất cả những cái gì mà cô ấy đọc và xem một lần duy nhất đến suốt cuộc đời luôn ạ. Hay là cũng mê, mê cô gái đấy cực luôn ấy. Nữ hoàng bóng đêm tí nữa phải tìm cái phim đấy xem một tẹo mới được. Cũng chưa xem lại cái phim đấy đâu. Tại vì cả ngày hôm nay đi họp ở công ty xong về nhà thì đơ đơ cho anh gắn nút chia sẻ cho anh chị em mới tự nhiên cảm thấy sảng khoái. Rồi cả nhà ơi, Hana nói cái tốc độ này anh chị em có theo kịp không? Nếu mà anh chị em thấy tốc độ phù hợp thì anh chị em có thể comment xuống giúp Hana tốc độ phù hợp. Còn nếu mà thấy cái tốc độ nó hơi nhanh thì comment xuống giúp Hana là tốc độ nhanh để Hana có thể điều chỉnh nha. Mình nghe lại live stream mình cũng thấy mình nói nhanh thật. Thế nhưng mà kiểu Hana thực sự chưa tìm ra cái lý do để mình có thể nói chậm. Ok, cảm ơn cả nhà. Phim của gì em yêu? Chị ơi, chị cứ tra trên mạng là Nữ Hoàng Bóng Đêm thì em nghĩ là có ấy. Mà ngày trước em là em xem ở trên TV cơ. Em xem ở trên TV nên là em không nhớ đâu. Xem trên TV ngày còn bé đấy, ngày đấy thì chưa có mạng internet à. Đấy, bao nhiêu anh chị em mà nghĩ rằng mình xinh đẹp, tài năng, mình có trí nhớ vô hạn và cái sự đặc biệt theo cách riêng của mình giống như Nữ Hoàng Bóng Đêm thì mình comment xuống là Nữ Hoàng Bóng Đêm đi. Còn bao nhiêu anh bao nhiêu chàng trai, bao nhiêu anh đang xem cái livestream này mà thích một cái cô gái như vậy và thích một cái cô gái như vậy và cũng muốn mình có những cái tố chất như vậy theo cách đặc biệt của riêng mình thì cũng comment xuống là tôi nha. Ui cảm ơn anh chị em thấy tốc độ phù hợp. Ủa anh chị em thực sự là thấy tốc độ phù hợp thật hả? Wow, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Đấy, Hana bảo mà không tìm được một cái lý do gì để mình giảm cái tốc độ chậm hơn, dù là thấy nó hơi nhanh một chút. Rồi, cảm ơn anh chị em. Bây giờ nhá, mình sẽ hình dung này. Anh chị em hình dung nhá. Bây giờ để có thể nhớ được cái chiến thuật Nữ Hoàng Bóng Đêm này thì Hana sẽ nói về cái điều này trước để anh chị em hình dung này. Anh chị em bắt đầu phải hình dung được là cái cách mình đang làm như thế nào, đúng không? Mình đang làm theo cái cách như thế nào và tại sao là mình nhớ hay không nhớ thì anh chị em mới có thể biết được là vậy thì cái chiến thuật Nữ Hoàng Bóng Đêm này, à thế ngày trước mình làm theo cách này thì mình có được kết quả như này, thì mình phải nhận thức được cái cách cũ của mình đã, có đúng không nào? Thế thì khi mà chúng ta nhận thức được cái này rồi thì chúng ta, Hana chỉ cho anh chị cái chiến thuật Nữ Hoàng Bóng Đêm này, tí nữa Hana sẽ nói với anh chị nó là cái gì, thì anh chị em mới biết là à cách này nó hiệu quả và hiệu quả gấp bao nhiêu lần cái cách này và có đúng như những gì Hana nói với anh chị. Hana nói với anh chị rằng có thể giúp được anh chị tăng 5 lần 10 lần khả năng đọc của mình và cái trí nhớ của mình hay là không, đúng không nào? Nếu mình không có cái này thì mình sao mình so sánh được. Vậy anh chị em nhé, mình hình dung này, anh chị em hình dung giúp Hana. Hana sẽ ghi xuống đây nhá, mình chuẩn bị giấy bút nhá. Anh chị em tham gia vào tất cả những cái buổi này thì mình phải có giấy bút bởi vì Hana sẽ nói rất là nhanh. Rồi mình chuẩn bị giấy bút đi ạ. Rồi anh chị em có nhìn rõ không? Anh chị em có nhìn rõ không? Nào, bây giờ chúng ta nhá, chúng ta sẽ phân loại ra cái cách ngày xưa ở chụp những cái loại trí hình trí nhớ và cái cách mà chúng ta khiến chúng ta nhớ và chúng ta quên như sau nhá. Cái máy, bây giờ chúng ta hãy vẽ ra giấy một cái ngôi nhà có mái nhà, có thân nhà và bên cạnh chỗ này anh chị em viết hình tia chớp. Còn bên này là hình ảnh đám mây và có mưa. Được chưa? Mưa. Và ở trên nóc của ngôi nhà này anh chị ghi xuống là trí quên. Nào, trí quên. Và ở dưới thân của ngôi nhà này anh chị ghi là trí nhớ. Anh chị ghi xuống nhá. Được chưa? Và trí quên này chúng ta sẽ gọi nó là trí quên này, tức là cái mà chúng ta có được trong vòng một cái khoảng thời gian rất là ngắn chúng ta phải nạp vào. Ví dụ như Hana hỏi anh chị là đố anh chị biết có bao nhiêu cuốn sách ở đằng ngăn này phía đằng sau Hana, thì anh chị đếm nước có một cái 20 cuốn sách ví dụ như vậy, đúng không? Đó thì cái khả năng anh chị tập trung để anh chị đếm nhanh trong một khoảng thời gian trong vòng 30 giây đến 60 giây nhớ được những cái thông tin này và nhớ được đó. Hoặc là Hana hỏi anh chị là
Sau khi anh chị đọc một cái mục lục, Hana hỏi anh chị là đọc rất nhanh, Hana cho anh chị đọc rất nhanh cái mục lục này. Mạng kém không xem được rồi à? Cả nhà có đang xem rõ không? Ví dụ Hana cho anh chị đọc rất nhanh cái mục lục này và Hana hỏi anh chị là nào, anh chị hãy cho Hana biết là cái tiểu sử của người nổi tiếng là Bill Clinton nằm ở chương mấy, phần mấy. Ví dụ như vậy và anh chị em nhớ được ngay thì đấy đó là phần trí quên hay còn gọi là trí nhớ ngắn hạn. Nào, nếu anh chị em đang vẫn có xem rõ thì anh chị em ghi xuống là xem rõ giúp Hana nhé, bởi vì đang có chị Mận ghi là mạng kém không xem được. Rồi anh chị em ghi là trí quên tức là trí nhớ ngắn hạn. Rồi còn trí nhớ tức là trí nhớ dài hạn. Thì ở đây nó giống như thế này. Trí quên là những cái thứ mà khi mà cái kiến thức. Cảm ơn chị Thanh, cảm ơn chị Thanh Hà, cảm ơn em Hoa, cảm ơn chị Tuyết. Trí và thông tin thì đi xuống như thế này nhá anh chị em. Thông tin thì đi xuống như này. Được chưa? Cả nhà lưu ý này, Hana đang chia sẻ với anh chị em những cái kiến thức, những cái thông tin mà Hana đã có được bằng trải nghiệm và rất rất nhiều năm học hỏi phát triển bản thân và thực hành nó. Nên có thể nếu anh chị em đi học rất nhiều khóa học, đọc rất nhiều cuốn sách cũng có thể lĩnh hội được, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ lĩnh hội được những cái điều tương tự. Thế nên là mình hãy tập trung cùng với nhau trong những lúc này nha. Rồi, còn đây là thông tin đi xuống này. Thế thì thông tin đi xuống đây cái cách anh chị em tập trung trong một khoảng thời gian ngắn hạn để ghi nhớ một cái thông tin hoặc là nạp thêm một cái thông tin gì đó thì được gọi là trí quên hay còn gọi là trí nhớ ngắn hạn, có đúng không nào? Thế thì cái vượt qua được trí nhớ ngắn hạn thì mới đi đến trí nhớ dài hạn, có đúng không nào? Tức là cái việc là ví dụ như là ngày hôm nay Hana nói với anh chị em về cái việc là đọc nhanh là như thế nào, nhớ lâu là như thế nào, các cái chiến thuật là như thế nào. Thế là anh chị xem xong một cái thì nó vào ngay cái trí quên này, nếu mà anh chị em không biến cái trí quên này thành trí nhớ, không biến được cái trí nhớ ngắn hạn này thành cái trí nhớ dài hạn này á, thì ngay lập tức sau buổi hôm nay, sau 24 giờ, sau 1 tuần, sau 1 tháng là chỉ nhớ là ồ hôm đấy Hana rõ ràng chia sẻ với đọc nhanh nhớ lâu rồi mà bây giờ mình không nhớ cái gì cả và mình vẫn như vậy à. Đấy, sẽ là như vậy đúng không? Thế thì mình, vậy thì này, thông tin nó đi qua trí quên và xuống trí nhớ. Vậy thì ngày xưa để chúng ta tăng được cái trí nhớ của mình, trí nhớ giống như kiểu được cất giữ rất là kỹ trong cái ngôi nhà này, cất kỹ đến cái mức độ là một khi đã cất ở đây rồi thì nó vẫn ở đây, đôi khi tìm mãi không ra, nhưng mà đã nhớ ở đây rồi, ở trong cái phần trí nhớ dài hạn này rồi thì đôi khi mà muốn quên thì cũng không quên được, bất thình lình quên nhưng mà sau đấy lại nhớ, có đúng không nào? Rồi, vậy thì anh chị em này, có hai cách mà chúng ta sẽ ghi nhớ thông tin nhé. Anh chị em có nhìn thấy đám mây bên này đổ cơn mưa không? Và bên này là tia chớp không? Thì cái cách đầu tiên mà chúng ta hay dùng gọi là cách truyền thống ấy, thì là cách là, đây này, cái ngôi nhà này, ở nóc ngôi nhà này là trí quên, vượt qua trí quên thì xuống trí nhớ. Một khi ở trí nhớ dài hạn này rồi thì có thể là nhớ được các cái thông tin. Và cái việc chúng ta biến trí quên thành trí nhớ thì là vô cùng quan trọng để chúng ta nâng cao năng lực của mình. Được chưa nào? Vậy thì cách đầu tiên anh chị em ghi xuống là mưa dầm thấm lâu. Anh chị em ghi xuống đi ạ, mưa dầm thấm lâu. Chưa đến chỗ những hoàng bóng tối đâu. Mưa dầm thấm lâu anh chị em ghi xuống. Đấy là cách ví dụ như vừa nãy chị Hằng có nói là học tiếng Anh xong rồi cứ quên chẳng hạn ấy. Ngày trước em học tiếng Anh ngu cực luôn. Ngu đến cái mức độ mà một cái video 5 phút làm đúng một tuần mới xong. Thế xong rồi cú quá thì học tiếng Anh luôn. Thế là học xong 6 tháng thi điểm cao được đi dạy ở trung tâm luôn. Và đó cũng chính là học theo một phần chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Tức là việc mưa dầm thấm lâu tức là việc gì? Ví dụ chúng ta học cái từ, một cái từ đó là cái từ video. Từ video là từ cái video ấy đúng không? Hoặc là học một cái từ đó là commitment tức là cam kết. Thì chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại như thế, commitment. Nhắc đi nhắc lại, xem đi xem lại, lặp đi lặp lại. Đúng không nào? Lặp lại là mẹ của kỹ năng mà đúng không? Rồi, đó, thì là mưa dầm thấm lâu. Thì đây là cách cổ ngày xưa rồi, truyền thống chúng ta hay làm như vậy. Chúng ta cứ làm đi làm lại nó thành quen ấy. Trăm hay không bằng tay quen ấy. Nhưng mà bây giờ trong cái thời đại mà mọi thứ đều thay đổi theo cấp số mũ và yêu cầu tốc độ, ai có tốc độ là người đó thắng.
Được chưa ạ? Thì nếu mà mình cứ mưa dầm thấm lâu thì không biết đến bao giờ thì mới thấm được xuống đến trí nhớ, đúng không anh chị em? Vậy thì cái này tức là anh chị em ghi xuống 2. 2 là sét đánh ngang tai. Sét đánh ngang tai, ghi xuống sét đánh ngang tai. Sét đánh ngang tai có nghĩa là gì? Có nghĩa là giống như kiểu là mối tình đầu tiên ấy, đến một cái và nhớ mãi, bởi vì nó mang theo những cái cảm xúc rất là đặc biệt, mang trong một cái bối cảnh hết sức đặc biệt, đúng không nào? Sét đánh ngang tai là những cái hết sức đặc biệt, bất chợt, mang theo cái cảm xúc hài hước tích cực. Cũng có thể là đôi khi là cảm xúc ghê rợn kinh dị nha, nhưng mà Hana thì không thường hướng dẫn theo ghê rợn kinh dị bao giờ hết. Hana chỉ hướng dẫn theo cái cách thức, kể cả tất cả những cái mô phỏng rồi là những cái ẩn dụ, thì Hana tất cả đều hướng dẫn theo những cái cảm xúc tích cực, hài hước, vui nhộn và rất là kinh ngạc. Đó, giống như kiểu là khi tình yêu đầu tiên đến ấy, cái gì nhờ, tình yêu đến em không hề nhận ra đấy, kiểu như vậy, đến như là sét đánh ngang tai, như là mối tình đầu của mình ấy, kiểu vậy. Được chưa nào? Vậy thì để sét đánh ngang tai như này, theo cái cách thức mới như này, thì chúng ta phải áp dụng để cách thức thứ hai. Anh chị nhớ được trí nhớ và trí quên chưa? Và mình phải chuyển làm thế nào để mình chuyển từ trí quên sang trí nhớ nhá. Và để mà anh chị em ghi xuống cái này này, ở phần này nó hơi chuyên sâu, đáng lẽ ra Hana sẽ chia sẻ trong nhóm cơ, mà thôi để chia sẻ trong nhóm đi. Bởi vì nếu mà một hôm mà đưa thêm cả cái này nữa sợ nó hơi quá tải với anh chị em. Đang định nói một vài cái key về trí quên và trí nhớ, để anh chị em có thể luyện cả trí quên và trí nhớ của mình, yêu cả trí quên và trí nhớ của mình, trân trọng cả trí quên và trí nhớ của mình, biết cách để nói chuyện với cả trí quên và trí nhớ của mình. Anh chị em tham gia vào nhóm coaching thì Hana sẽ hướng dẫn anh chị em nha. Rồi, à bao nhiêu anh chị em mình đến đây mình thấy có giá trị rồi, mình có thể comment số 3 nhé. Mình có thể comment số 3. Nào comment số 3 nếu anh chị em thấy giá trị và muốn tiếp tục Hana chia sẻ những cái tiếp tục thêm nhiều những cái live stream chất lượng khác nữa. Hana chuẩn bị rất là nhiều khóa học ở những cái ở từng cấp độ khác nhau, ở rất nhiều cấp độ khác nhau cho anh chị em luôn, từ bán hàng cho đến là hệ thống, cho đến là quản trị. Wow, rất nhiều giá trị. Và mời được vào đó những cái người, những con người hết sức tuyệt vời, là những người đã đang điều hành quản trị những cái doanh nghiệp, là những người thậm chí là điều hành những doanh nghiệp quản trị, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp triệu đô, là những người đã từng có kinh nghiệm chia sẻ khắp nhiều quốc gia trên thế giới. Mời được trong những cái đấy để cùng với Hana đưa những cái giá trị cho anh chị em. Thế nhưng mà cho đi vĩ đại thì phải đón nhận cừ khôi, đúng không nào? Còn nếu không thì có thể đến một ngày thì mình lại có thể tại vì anh chị cứ đặt mình vào trong trạng thái của Hana thôi, mình lại có thể mình làm một cái nhóm khác, mình không có chia sẻ trong Future Net Victory nữa, bởi vì thấy là trong Future Net Victory mọi người không thực sự coi là một gia đình chẳng hạn, ví dụ thế, đúng không nào? Nhưng mà Hana tin chắc là trong đây là đều là những anh chị em đã được chọn lọc rồi. Rồi nào, vừa nãy nhá, quay lại Lữ Hoàng bóng đêm này, vừa nãy nói về nghĩ đến Lữ Hoàng bóng đêm là đã hình dung được những phẩm chất của cô ấy rồi, đúng không? Là đã đầu tiên là phải say mê đã, đúng không nào? Vậy thì anh chị em ghi xuống này, Nữ Hoàng bóng đêm. Vậy thì chúng ta sẽ có 4 cái kỹ thuật để chúng ta nhớ lâu dựa vào cái chữ cái viết tắt của nó, đấy là chữ NHBD. Được chưa? NHBD anh chị em viết xuống, NHBD anh chị em viết xuống tắt, anh chị em viết tắt xuống cái chữ Nữ Hoàng bóng đêm giúp Hana. NHBD, cảm ơn chị Trương Tuyết, chị Hằng, chị Phương, chị Cao Hân và chị Bích Hạnh Lê nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Rồi, anh chị em đang xem và xem lại, anh chị em nhớ là đây là Facebook mới của Hana, mọi người vào kết bạn và đặt chế độ xem trước nhé, để anh chị em có thể nhận được những cái thông tin sớm nhất. Rồi, đầu tiên N, anh chị em comment NHBD. N có nghĩa là gì ạ? N có nghĩa là nét, anh chị em ghi xuống. Một, kỹ thuật 1 là kỹ thuật làm nét. Kỹ thuật làm nét và nét bằng cách nào? Anh chị em hình dung này, anh chị em ghi xuống N là kỹ thuật làm nét, anh chị em ghi là nét. Thì làm nét bằng cách nào? Có phải là như này nhá. Giả sử Hana nói với anh chị em là ví dụ anh Hana nói với anh chị em là bây giờ anh chị em hãy giúp Hana nhớ một cái câu ngắn như thế này. Một cái câu ngắn là Hana đi siêu thị mua mớ rau, sau đấy cái mớ rau đấy
mang ra tiếp tục nấu canh tôm. Từ nấu canh tôm xong mời 10 người bạn ăn và nhớ được câu này suốt cả đời, một cái câu đơn giản đấy: đi vào siêu thị mua mớ rau nấu canh tôm, mớ canh tôm này mời 10 người, 10 người bạn ăn và nhớ suốt cả đời, ví dụ như vậy. Thì làm thế nào để anh chị có thể nằm nét nền nẹt cái câu ấy lên, được chưa? Kỹ thuật đầu tiên kỹ thuật nằm nét, và để nằm nét này anh chị ghi xuống này, anh chị ghi là một nét. Hana sẽ hướng dẫn anh chị kỹ thuật nằm nét và sẽ thực hành cùng anh chị này, gần 1 tiếng rồi. Nào, nét ở đây có nghĩa là gì? Nét ở đây có nghĩa là anh chị phải sử dụng, anh chị ghi xuống này, sử dụng khả năng tưởng tượng và sáng tạo của não phải, sử dụng khả năng tưởng tượng của não phải để có thể liên tưởng cái nội dung được đọc được xem thành một cái bức tranh sống động và giàu cảm xúc, được chưa? Sử dụng cái trí tưởng tượng của mình làm nét. Nét thì anh chị cứ hình dung là anh chị nào nào anh chị vẽ được nên một cái bức tranh rất là nét và có cảm xúc của mình ở trong đấy, được chưa nào? Hay là lấy một cái ví dụ về việc làm nét như thế này nhá, để anh chị em hình dung nhá, về cái kỹ thuật làm nét này. Anh chị em thấy một buổi cùng với Hana có nhiều nội dung thông tin không? Đôi khi Hana sợ rằng mình cho đăng nhanh và nhiều quá. Bây giờ nhá, Hana hướng dẫn anh chị làm nét này. Bình thường mà anh chị đi học những cái này ở ngoài thì bằng một nội dung trong livestream này thì Hana nghĩ là anh chị phải học hết cả một ngày luôn á. Ví dụ làm nét cái câu vừa rồi, những câu vừa rồi dễ quá, Hana làm cái cả một cái đoạn này. Được chưa? Wow, chị Minh Hằng tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Minh Hằng. Rồi nhá, bây giờ Hana hướng dẫn anh chị làm nét cái phần mục lục của cuốn sách. Ui, đây là một cuốn sách rất là hay mà rất là dễ đọc mà ai cũng có thể đọc được. Nếu anh chị có đội nhóm hoặc là có công ty thì mua cho cả công ty họ đọc được nhá. Cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh. Thế thì bây giờ Hana sẽ giúp anh chị làm nét nhá. Anh chị mà nhớ được mục lục và nhớ được từng kia trong từng cái mục lục là anh chị có phải là anh chị đã nhớ được cả cuốn sách này rồi, có đúng không nào? Nếu anh chị nhớ được mục lục và nhớ được từng kia từng hình ảnh từng câu chuyện được gợi ra ở cái phần mục lục này thì có phải anh chị đã nhớ được cả cuốn sách này rồi không? Và đấy có phải là cái cách mà như Hana đã nói với anh chị, đó là đọc một lần và nhớ cả đời, có đúng không nào? Có đúng không nào? Thế thì ở đây nào, bây giờ nhá, Hana giúp anh chị nhá. Bây giờ chúng ta ở đây chúng ta sẽ có 7 chương. Anh chị hình dung này. Chúng ta có 7 chương. Ở trong phần nhớ nôm này sẽ có 4 4 kỹ thuật tương ứng với 4 cái tựa đề nhé. Hana đọc 7 chương lên và anh chị nhanh chóng ghi xuống 7 cái chương này, và Hana giúp anh chị là học cái kỹ thuật làm nét này rất là nhanh này. Và nếu anh chị thực sự tập trung, thật sự chuyên tâm vào thì có thể anh chị làm chủ được chiến thuật làm nét chỉ trong nay và mai thôi, có thể làm được như vậy. Nào. Một này, anh chị ghi xuống là chương 1. Chương 1, tài lãnh đạo và thành công là đặc quyền của bạn. Anh chị ghi nhanh xuống nha, ghi nhanh nhé. Chúng ta Hana sẽ cố gắng livestream trong vòng dưới 1 tiếng rưỡi, khoảng 1 giờ 15 phút thôi. Anh chị ghi xuống này, một tài lãnh đạo và thành công là đặc quyền của bạn. Ghi nhanh nha. Hai, gặp gỡ nhà cố vấn lãnh đạo. Ba, cái giá đáng buồn của sự tầm thường và phần thưởng ngoạn mục của sự làm chủ tinh thần lãnh đạo. Anh chị có thể ghi tắt thôi nha, có thể ghi tắt, nhanh chóng chép xuống này. Bốn, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ nhất. Anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. 5. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ hai. Cứ tắt thôi nha. Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. 6. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ ba. Mối quan hệ càng sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ. 7. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ tư. Để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, trước tiên hãy là một con người vĩ đại. Hana đọc lại để những anh chị em nào chưa ghi kịp nhá. Tài lãnh đạo và thành công là đặc quyền của bạn. 2. Gặp gỡ một nhà cố vấn lãnh đạo. 3. Cái giá đáng buồn của sự tầm thường và phần thưởng ngoạn mục của sự làm chủ tinh thần lãnh đạo. 4. Cuộc nói chuyện
lãnh đạo thứ nhất là anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ hai là thời kỳ hỗn độn tạo lên những nhà lãnh đạo vĩ đại. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ ba đó là mối quan hệ càng sâu sắc thì tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ tư đó là để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, trước tiên hãy trở thành một người vĩ đại. Nào, được chưa? Anh chị em thấy không? Mới chỉ chép thôi mà đã thấy anh chị em thấy nếu mà Hana giúp anh chị làm nét để anh chị đọc một lần anh chị nhớ được cái mục lục này luôn thì anh chị em thấy điều này là tuyệt vời hay rất tuyệt vời. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời. Baby, is that great? Is that great to memorize everything that you first see at the first time? Now. Alan. Mommy. Ok. Vậy thì làm nét thì sẽ làm như này nhé. Hana sẽ hướng dẫn sơ qua ở trong cái livestream này và sẽ kỹ hơn ở trong chúng ta cùng nhau thực hành ở trong 21 ngày coaching nhá. Anh chị em nhớ là những anh chị em nào muốn tham gia vào 21 ngày coaching thì hãy comment vào là 21 ngày coaching đọc nhanh nhớ lâu nhá. Hãy comment xuống là 21 ngày coaching đọc nhanh nhớ lâu để sẽ có bạn sẽ ép anh chị vào nhóm nha. Nếu không anh chị không may mà đọc được những cái thông tin này muộn và không kịp comment thì Hana cũng xin chia buồn với anh chị. Bởi vì là đến sau thì sẽ mất chữ. Rồi, Hana giúp anh chị làm nét nha. Thank you baby. Oh, Alan ơi, where's the USB? Nào, làm nét nhá. Cái kỹ thuật làm nét nó là như này, đó là cái việc liên kết cái nội dung sẵn có với một cái thứ mà anh chị đã rõ ràng và đã biết rồi. Ví dụ là chúng ta có số từ 1 đến 7 đúng không? Đây là một cái cách thức rất là phổ biến nhá. Thì Hana nói nhanh này. Ví dụ số 1 thế này nó có thể giống ngón tay, nó có thể giống mũi tên, nó có thể giống ngọn nến, nó có thể giống cây giáo. Số 1 anh chị ghi xuống ạ. 1 giống ngọn nến, giống cây giáo, số 1. Số 2 thì giống con thiên nga đúng không? Con thiên nga bơi 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 bơi, con thiên nga, giống con thiên nga. Tức là mình liên hệ với hình ảnh mình đã biết con vịt, con thiên nga, được chưa? Số 3 thì thế này. Thứ 3 giống một nửa hình trái tim này, hình trái tim đúng không? Số 3 giống hình trái tim. Số 4. 4 này có anh chị em có thấy giống con thuyền không? Giống cái con thuyền không? Giống con thuyền có hai cái lá buồm xong bên dưới không? Số 4 thì giống con thuyền. Số 5, anh chị em hình dung là số 5 này giống như một bà bầu bụng chửa đúng không ạ? Bụng ưỡn ra như thế này ấy, bụng chửa. Được chưa? Số 5. Số 5 anh chị hình dung không? Các Hana dùng giấy viết lại nhá để anh chị em dễ nhìn nhá. Đây Hana dùng về. Đây nhá. Chết rồi, vừa thơm bạn Alan đầy má son rồi. Đây nhá, số Hana viết này. Ôi dồi ôi, The Winner Cup. Một này, được chưa? Hai này, hình con thiên nga này. Ba giống hình trái tim chưa? Bốn thì giống cánh thuyền không? Anh chị em hình dung không? Bốn này. Năm thì giống một bà bụng bầu mang chửa không? Số năm này, đúng không? Số 6 thì giống là cái vòi của con voi không? Vòi con voi này ấy. Elephant, Alan bảo elephant chứ ha. Số 6 giống vòi con voi chưa anh chị? Số 7 giống cái boomerang mà trong phim ngày xưa mình xem ném một cái xong rồi nó quay trở lại mình ấy, đúng không nào? Số 8 thì giống cái gì đây anh chị? Số 8 thì giống cái gì đây anh chị? Số 8 thì giống hình ảnh ông già tuyết không? Số 8 thì giống hình ảnh snowman ấy. Snowman gọi là cái gì nhỉ? Snowman gọi là người tuyết anh chị ạ, người tuyết không? Được chưa? Anh chị vẽ ra nhá. Thì có Alan ở đây là có. Còn số 9. Số 9 thì giống hình ảnh là quả bóng bay ấy, quả bóng bay bay lên. Đây nè. Bỏ may là số nào cái ở bên trên xong cái dây buộc là cái số nó kéo xuống bay. Được chưa ạ? Còn số 0 thì có thể là giống quả trứng gà, được chưa nào?
Vậy thì anh chị biết là ký hiệu từ 1 đến 0 rồi nhé. Bây giờ Zwinner cup. Bây giờ chúng ta hãy xem là để nhớ được những cái điều chúng ta vừa nói. Từ 1 cho đến 7 như vừa rồi nhá. Rồi. Cảm ơn chị Hồng Vũ đã ghi lại. Rồi thì chúng ta này. Chúng ta hình dung này. Bắt đầu nhá. 1 chúng ta hình dung nhá. 1 là tài lãnh đạo. Tài lãnh đạo thì và thành công thì nó là cái điều hiển nhiên là mà mỗi người đều được nhận, đúng không? Thì mình có phải hình dung ngoài này không? Một cái người lãnh đạo và thành công. Mình hình dung nhá, hình ảnh một người thành công. Mặc áo cà vạt là một người thành công này, thì người ta cầm một cái mũi tên, người ta bắn trúng vào mục tiêu. Được chưa? Một người thành công mặc cà vạt trông rất là chỉnh tề, cầm mũi tên bắn trúng vào mục tiêu. Thì cái mũi tên đấy chính là số 1 đấy anh chị. Và người thành công thì luôn bắn trúng mũi tên, bắn tên là mục tiêu. Còn số 2 thì anh chị sẽ nhớ được là tài lãnh đạo và thành công là đặc quyền của bạn, đúng không ạ? The winner cup. Còn thứ 2, gặp gỡ một nhà cố vấn lãnh đạo thì mình sẽ hình dung là mình gặp nhà cố vấn lãnh đạo này ở trên một cái chiếc thuyền thiên nga. Được chưa? Gặp gỡ nhà cố vấn lãnh đạo trên chiếc thuyền thiên nga. Số 3 là cái giá phải trả cho sự tầm thường và tầm thường phần thưởng cho cái tinh thần lãnh đạo tuyệt vời. Thì mình hình dung được là cái giá phải trả cho sự tầm thường và cái phần thưởng dành cho tinh thần lãnh đạo tuyệt vời đó là một trái tim bằng vàng. Mình sẽ chỉ cần nhớ là phần thưởng cho tinh thần lãnh đạo tuyệt vời là trái tim bằng vàng, thì mình đã nhớ được cái ngược lại, đúng không nào? Còn ví dụ như là cái giá thì bằng một cái trái tim bằng đất sét, ví dụ như vậy. Thì anh chị em nhớ được số 3 chính là hình trái tim đấy, đúng không nào? Mình chỉ nói trái tim bằng vàng là cái phần thưởng cho tinh thần lãnh đạo tuyệt vời, là mình nhớ được chưa? Yeah. Tiếp theo, số 4 là cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ nhất, đúng không nào? Là người lãnh đạo thì không cần chức danh. Thì số 4 thì anh chị hình dung là một nhà lãnh đạo không chức danh thì họ luôn luôn họ chọn là thị trường đại dương xanh. Trên đại dương xanh này thì có một con thuyền đang bơi một cách nhẹ nhàng, đang chèo một cách rất là nhẹ nhàng khoan thai ở trong đại dương xanh. Và nhà lãnh đạo không chức danh thì ngồi trên con thuyền ở trên đại dương xanh này. Được chưa? Có dễ nhớ không? Biển. Rồi số 5 là thời kỳ hỗn độn tạo lên những nhà lãnh đạo vĩ đại. Thì mọi người hình dung là có phải tất cả những cái thiên tài và những nhà lãnh đạo vĩ đại thì đều xuất phát từ những hoàn cảnh, hầu như họ đều xuất phát từ những hoàn cảnh rất là nghèo, xuất phát từ con số 0, đúng không? Thì mọi người hình dung là một bà mẹ bầu trong hoàn cảnh đang chạy loạn thì đang mang bầu như này nhưng mà đang chạy tại vì họ khó khăn thì họ thường xuyên phải di chuyển hoặc là họ đang chạy loạn chẳng hạn, thì chơi tọt ra một cậu bé và cậu bé đấy trở thành thiên tài. Thì anh chị có nhớ được là số 5 là bà mẹ bầu, đúng không? Và trong khi mà bà đấy đang chạy, ví dụ anh chị em có thể hình dung là bà ấy chạy đang chạy xuống cầu thang, đang chạy đi chợ, đang chạy loạn trong thời kỳ chiến tranh, tùy anh chị làm sao cho nó dễ nhớ với trường hợp của anh chị. Và sinh ra một cậu bé và cậu bé này là thiên tài, được chưa ạ? Và anh chị càng có nhiều móc nối ở trong não của mình bao nhiêu, càng thành thục những cái kỹ thuật này bao nhiêu, thì anh chị càng có khả năng đi với pháp á. Ok. Thì anh chị càng có khả năng dễ dàng ghi nhớ và ghi nhớ nhanh bấy nhiêu. Được chưa? Số 6 là mối quan hệ càng sâu sắc thì tinh thần lãnh đạo này càng tuyệt vời. Thì số 6 là giống cái gì ạ? Số 6 là cái gì anh chị ơi? Số 6 là cái vòi voi, đúng không? Thì anh chị có thể hình dung được là con voi. Anh chị có nhớ là con voi. Chú voi con ở bản đồn chưa có ngã lên còn trẻ con. Ở rừng già chú sống với người rất ham vui với lại ham chơi. Thì anh chị hình dung là chú voi này là bạn của cả cái người dân bản đồn này và ai cũng yêu quý chú voi này, có đúng không nào? Vậy thì chú voi này thể hiện cho là chú voi này là bạn với tất cả mọi người và thể hiện ra là mối quan hệ này rất là sâu sắc. Và chú voi này là một nhà lãnh đạo rất là vĩ đại. Được chưa? Thì anh chị soi, anh chị có quên được không? Số 6 là nghĩ ngay đến bài hát đấy và nhớ lại kỳ này. Số 7 là lãnh đạo vĩ đại thì trước hết phải trở thành một con người vĩ đại.
Thì anh chị hình dung là cái số 7 thì là cái boomerang đúng không? Số 7 thì là cái boomerang, thì anh chị hình dung được là cái điều này có nghĩa là gì? Mình phải, nếu mà giống như kiểu cái quan điểm của cái trường Tuệ Đức mà Alan học ấy, thì nó là kiểu như trở về cái trong mình đầu tiên, là trở thành một con người có đạo đức ấy, hay là ở trong cái này thì có là làm lãnh đạo đối với bản thân mình trước, có đạo đức với chính mình trước thì sau đó mới có thể là có đạo đức với mọi người và lãnh đạo được người khác, kiểu vậy. Thì mình hình dung được mọi thứ đều quay trở về với chính mình. Thì anh chị có phải là hình dung là mình tung cái boomerang đi, thì nó boomerang, anh chị ngày trước có xem cái phim hoạt hình boomerang đấy không? Mình tung cái boomerang đi. Ngày bé trước năm Hana học cấp 2 ấy, thì thích xem phim lắm ạ. Thích xem phim lắm. Mê xem phim luôn. Nhưng mà sau này lên cấp 3 thì học trường chuyên và không ở nhà nữa, thì bắt đầu không từ cấp 3 đến bây giờ thì gần như là không xem tivi và không thích xem tivi một tí nào luôn. Thì anh chị nhớ không? Thấy không? Văng cái boomerang đi thì cái boomerang lại quay trở về với mình. Thì có nghĩa là gì? Điều gì thì điều, chúng ta phải trở về với chính con người chúng ta thì chúng ta sẽ là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Ok không? Đấy là kỹ thuật làm nét. Rồi, Hana đi hơi nhanh. Bao nhiêu anh chị em đã anh chị em vừa nghe qua cái phần Hana làm nét giúp anh chị, thì bao nhiêu anh chị em thấy là nếu mà anh chị em làm chủ cái kỹ thuật làm nét này thì sẽ giúp cho anh chị em có khả năng nhớ lâu, rất là lâu luôn. Bao nhiêu anh chị em thấy vậy thì có thể comment là làm chủ kỹ thuật làm nét. Bao nhiêu anh chị em đang xem hoặc là xem lại thấy điều này thì có thể comment xuống là làm chủ kỹ thuật làm nét giúp Hana được không? Comment là làm chủ kỹ thuật làm nét. Làm nét xong rồi đến chữ H. Vì mình không có nhiều thời gian nên anh chị em hãy đi nhanh nhé. Mà đôi khi Hana đưa nhiều thông tin quá thì anh chị em lại không nhớ được hết thì rất là phí. Nên mình hãy ghi chép lại, mình hãy thực hành, hãy chia sẻ cái này với nhiều người nha. Làm chủ kỹ thuật làm nét. Rồi bây giờ đến chữ H. H nó là hài hước. Hài hước là háo hức. Được chưa? Hài hước, háo hức. Tức là gì ạ? Tức là làm gì thì làm, học gì thì học, đọc gì thì đọc, nhớ gì thì nhớ. Nó phải có những cái cảm xúc tích cực và vui vẻ. Nó phải có những cái cảm xúc tích cực và vui vẻ, háo hức. Giống như kiểu mình được gặp người yêu mình ấy, thì mình phải háo hức, mình phải vui vẻ. Chứ mình không thể là cau có rồi là chán nản được, đúng không nào? Rồi vậy thì anh chị em hãy comment xuống đó là H là hài hước và ghi xuống là có cảm xúc tích cực và tâm và có cảm xúc tích cực và ở trong một cái trạng thái tinh thần tốt nhất khi mà muốn làm chủ những cái kỹ thuật nhớ lâu này. Được chưa? Nếu anh chị em thấy giá trị thì hãy test cho những người bạn của mình vào đây nhé. Bởi vì Hana nói như này này, năm nay chắc là sẽ phải lập một cái nhóm mà gồm những anh chị em thực sự ham học hỏi. Những anh chị em nào thực sự muốn ham học hỏi, muốn đồng hành cùng Hana thì hãy comment xuống nhé. Bởi vì là năm nay dường như là cái năm mà kiểu anh chị em say mê với việc là tiền và tài chính, nó giống như kiểu năm 2017 sao nhỉ? Đấy, nó giống như kiểu thế. Say mê với cái việc đấy và quên hết những cái khác và chỉ nghĩ rằng là không có tiền thì cứ ngồi đấy mà nói, không có tiền thì cứ ABCXYZ kiểu đấy. Ok. Rồi. Tiếp theo là chữ B. Anh chị em comment xuống chữ B. B đó là 3 lần. Anh chị em comment xuống B là 3 lần. Đó là cái việc mình nhắc lại 3 lần để biến, anh chị em ghi xuống là B là 3 lần. Đó là việc mình nhắc lại 3 lần để biến trí quên thành trí nhớ, tức là biến trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Comment nhanh chóng giúp Hana nha, không nào. Được chưa? Nếu mà anh chị em thấy những cái này nó có giá trị thì hãy lan tỏa và chia sẻ nó nhé. Và để cho những người bạn của mình thấy cũng thấy giá trị được vào trong cái nhóm để chúng ta cùng đồng hành huấn luyện cùng với nhau. Rồi, vậy thì 3 lần nhắc lại này để biến trí quên thành trí nhớ này là khi nào? Anh chị em ghi xuống 3 lần này. Đầu tiên là 24 giờ sau khi học cái điều đó, tức là 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng ạ. Một ngày, một tuần là một tháng. Nếu mà xong 24 giờ khi mà xem cái livestream này mà không có xem lại phần ghi nhớ, không có nghe lại livestream này thì ngày mai là quên mất 80% rồi. Đầu tiên là quên mất khoảng độ 50% qua 50%, 20-50%, xong rồi qua một tuần đầu tiên là quên 80%, qua một tháng không xem lại thì quên 100% luôn. Và không nhớ cái gì nữa. Vậy là phí 1.5 tiếng Hana ngồi nói với anh chị, dốc hết tâm huyết tâm can ra để nói với anh chị
nên là chúng ta hãy ghi lại và chia sẻ với nhiều người để mình nhớ nha. Rồi ạ, đến chữ D, nữ hoàng bóng đêm. Đến chữ D là đo lường. Đến chữ D là đo lường, là đối chiếu. Được chưa? Tức là gì ạ? Anh chị có làm nét, anh chị có hài cảm xúc tích cực, anh chị có ôn lại 3 lần thì anh chị phải có sự đo lường lại để xem là cái hiệu quả của mình thực hiện những cái kỹ thuật này là gì. Hôm nay không để cái ấy ở đây để cho anh chị xem cách ăn họ đo lường. Được chưa? Anh chị phải đo lường lại. Ví dụ anh chị đo lường lại là anh chị đã làm cái chiến thuật 3 lần chưa? Anh chị ghi vào là ví dụ như ngày hôm nay anh chị ghi xuống những cái chiến thuật mà Hana, chiến thuật nữ hoàng bóng đêm mà Hana giúp cho anh chị để nhớ cái việc nhớ lâu này. Đó là gì? Đó là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày bao nhiêu đấy? Ngày 26 tháng 6 thì anh chị đã ghi xuống là ví dụ anh chị làm một cái ô như này này, ô như này anh chị ghi nhá. Đó. Anh chị làm một cái ô, anh chị nhìn rõ không? Làm một cái ô này ghi là 1 2. Biết này nhỏ quá nhỉ. Đấy nha, Hana biết xuống cho anh chị nha. Làm một cái ô như này để đo lường này, Hana hay làm như này. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, ghi là 26 tháng 6 vào đây. Đánh tích. Được chưa ạ? Thế là ngày mai. Ngày mai là 27 tháng 6, tích là lần 1 đúng không ạ? Một tuần tiếp theo 27 cộng 7 là 34. 34 đó là ngày mùng 3, mùng 4. Mùng 4 tháng 7. Tích. Được chưa ạ? Xong 1 tháng. Lần thứ tư, cái thứ tư, lần này là lần 0 nhá, anh chị em chuyển lại 0123 nhá. 0123 đi, 0 là ngày hôm nay đi. Là ngày 26 tháng 7, được chưa? Làm như này này. Đấy là cách thức mình đo lường. Và khi mà mình đo lường như này thì mình có thể bổ sung thêm những cái ví dụ, những cái thông tin vào cái sơ đồ tư duy hoặc vào cái cuốn sổ của anh chị em, làm nổi lên những cái key, làm highlight cho nên những cái key mà anh chị em thấy hấp dẫn, và làm thế nào đó để anh chị em có thể tham chiếu, đối chiếu và có thật nhiều kết nối những cái gì mà được học với cái đã có sẵn trong đầu của mình, với những cái thứ mà khiến cho mình có nhiều trải nghiệm và nhiều cảm xúc tích cực nhất. Ok không anh chị em? Rồi, đó là chiến thuật nữ hoàng bóng đêm. Nữ hoàng bóng đêm, bao nhiêu anh chị em thích cô gái xinh đẹp, tài năng đặc biệt và có một khả năng ghi nhớ vô hạn này? Bao nhiêu anh chị em thích nữ hoàng bóng đêm thì hãy comment xuống là thật, nữ hoàng bóng đêm thật là tuyệt vời. Nữ hoàng bóng đêm thật là tuyệt vời. Hay là tôi muốn trở thành nữ hoàng bóng đêm. Tôi muốn trở thành nữ hoàng bóng đêm. Được chưa? Hãy comment xuống là tôi muốn trở thành nữ hoàng bóng đêm, cô gái xinh đẹp, tài năng đặc biệt và có một khả năng ghi nhớ vô hạn, ghi nhớ bất kể những gì cô ấy đọc được, xem được một lần duy nhất đến cuối đời luôn. Và đây chính là chiến thuật nữ hoàng bóng đêm. Ha, tổng kết lại một chút nha. Trong ngày hôm nay thì Ha giúp anh chị có thể hình dung được là đọc nhanh nhớ lâu một chút qua buổi hôm trước. Còn buổi ngày hôm nay là nhớ lâu là gì, và cái cách thức để anh chị nhớ lâu, trí quên trí nhớ, rồi là cái cách thức mà anh chị đưa thông tin vào qua hai cách thức khác nhau, mưa dầm thấm lâu hoặc là sét đánh ngang tai, những cái điều gì khiến anh chị quên và nhớ, và các cái kỹ thuật để giúp anh chị làm chủ những cái điều này. Và qua những cái câu chuyện anh chị tìm xe, cũng như là cái câu chuyện túi thần kỳ của Doraemon, và cái việc tin vào chính mình và hãy nhìn vào những cái phần mình làm tốt thay vì những cái phần mình làm dở, để từ đó ra được một câu thôi miên chính bản thân mình. Tôi là một cô gái, tôi là một chàng trai tuyệt vời, tôi mang khả năng của nữ hoàng bóng đêm, tôi có trí nhớ vô hạn, tôi xinh đẹp, có tài năng đặc biệt và khả năng ghi nhớ vô hạn. Kiểu vậy, anh chị có thể nói luôn là cái câu tôi là nữ hoàng bóng đêm, tôi có khả năng ghi nhớ vô hạn, tôi là một cô gái xinh đẹp tài năng, tôi là một chàng trai đẹp trai tài năng và đặc biệt theo cách của riêng mình, tôi có khả năng ghi nhớ vô hạn, tôi nhớ tất cả những gì mà tôi muốn chỉ sau một lần đọc, chỉ sau một lần xem đến suốt cuộc đời. Được chưa nào? Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy là cái chiến thuật nữ hoàng bóng đêm ngày hôm nay và cái live stream về nhớ lâu này có giá trị thì mình hãy comment xuống một điều gì đó mà anh chị em thấy có giá trị. Và có thể nếu anh chị em thấy thực sự anh chị em học được một cái điều gì đấy ý nghĩa, thực sự là giúp anh chị em có thể nhớ lâu hơn, tăng sức chứa của não mình, thậm chí là tăng thức sức chứa cả ở đây nữa, để chúng ta có cái tinh thần học hỏi và chia sẻ không giới hạn đó, thì mọi người có thể là viết những cái mà mọi người tâm đắc, viết những cái điều mọi người tâm đắc trong cái buổi live stream ngày hôm nay hoặc là trong cái buổi live stream 1, và có thể là
tag Hana vào trong cái status đấy của mọi người để Hana có thể được đọc và cổ vũ anh chị em, và cũng như là được cổ vũ để có thể chia sẻ anh với anh chị em thật nhiều kỹ năng hơn nữa nhé. Thực sự là Hana thực sự là một người rất là thích phát triển và rất là yêu thích cái việc mà thử thách. Thế nên là trong đầu cũng rất nhiều thứ, nên là dự định là năm nay sẽ là một cái năm cho đi điên cuồng không giới hạn, và sẽ giúp tất cả những anh chị em mình khao khát nâng cao năng lực của mình, và thậm chí là có một cái tài chính cực kỳ là tốt, một cái sự giàu có, nhưng phải là một cái sự giàu cộng với sang và bền vững ạ. Giàu cộng với sang tức là gì? Giàu tức là nhiều tiền, nhưng mà sang thì phải sang ở đây này. Cái này nó giúp mình sang này, cái đầu này nó giúp mình sang này. Và bền vững tức là gì? Đời này qua đời con mình mang cái phúc đức vào cái việc mình kiếm tiền á, thì nó mới bền vững được. Thì sẽ giúp cho tất cả những anh chị em nào mình muốn giàu sang một cách bền vững, mình muốn nâng cao năng lực của mình muốn sống một cuộc sống hạnh phúc giàu có, sẽ cho đi hết mình, cho đi bằng cả trái tim luôn ạ. Cho đi điên cuồng, cho đi không giới hạn luôn. Rồi, cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Anh chị em hãy chia sẻ những cái cảm nhận của anh chị em cho Hana biết nhá. Bye bye, chúc anh chị em ngủ ngon. Bye bye cả nhà.